Các bạn chúng ta lại gặp nhau thì hôm nay qua clip này công ty View Việt chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn dòng súng Winsor W773G của hãng Anet Iwata Nhật Bản. Thì đây là cái dòng súng phun sơn với cái kim bét là 2.5 mm. Đây chúng ta nhìn là cái lỗ của nó khá to so với các loại súng phun sơn thông thường. Thì nó sử dụng để phun keo hoặc phun các cái sơn đậm đặc, phun sơn sần thùng loa hoặc là phun giả đá vân vân. Thì khi mua về chúng ta sẽ có đây, trên cái nắp chụp của nó sẽ có số 3 này, và cái nắp chụp á thì nó sẽ có 4 lỗ để xé tơi sơn nhé. Đây là dòng súng phun sơn chính hãng của hãng Anet Iwata Nhật Bản. Thì trên này nó sẽ có cái logo của hãng Anet Iwata này. Đó, chúng ta sẽ thấy cái số 3. Đó. Thì trước đây thì hãng không có đóng cái dấu này, nhưng mà sau này thì họ đóng thêm cái logo. Đó, để chống hàng giả nhái, hàng giả. Đây là trên này nó sẽ có kim 2.5. Thì cái đầu kim bét của nó được làm bằng chất liệu tốt nên bởi vậy là cái độ bền rất là cao. Thì nó cái súng tốt hay không thì ở cái nắp chụp và cái đầu kim bét này. Thì đây là cái dòng súng sử dụng cốc bên hông 400 ml, ren 3/8. Thì chúng ta nhìn đây ha. Đây là cái nút chỉnh cái lượng sơn nhiều ít, nút chỉnh độ chụm xòe, và đây là nút chỉnh cái lượng hơi nhiều ít này, đường vào sơn. Đây là ren 3/8, nó sẽ to hơn bình thường. Chúng ta sẽ sử dụng cái cốc BC gạch 4 400 ml để chúng ta gắn vào. Đó. Thì với cái dòng súng phun sơn này á thì được sử dụng phun trên sắt thép, phun đồ gỗ vân vân, hoặc là phun keo đó vân vân. Thì khi mua về chúng ta có thể là gắn thêm cái chỉnh áp để chỉnh cái lượng hơi tiêu thụ nó đúng với cái áp lực hơi, đúng với lại cái yêu cầu của nhà sản xuất. Thì cái ren này là 1/4 nhá, chúng ta sẽ cho ít băng keo non và chúng ta siết là xong. Đó, cái thứ hai nữa chúng ta có thể gắn thêm cái lọc nước này. Chúng ta có thể gắn thêm cái lọc nước này vào để nó có thể là vừa có cái lọc nước ở cái bình nén rồi thì chúng ta vẫn nên gắn thêm cái lọc nước ở cái súng này để chúng ta tránh các cái giọt nước nó bắn vào sản phẩm, nó sẽ bị hư nguyên cái sản phẩm của chúng ta, thì lúc đấy chúng ta sẽ rất mất công. Thì chúng ta cứ gắn thêm một cái lọc nước này cho nó an toàn. Ngoài ra trong quá trình sử dụng á, thì chúng ta nên sử dụng sau khi sử dụng xong, chúng ta có thể sử dụng dụng cụ vệ sinh gồm 17 cái dụng cụ này, lợi ích 208 này, để chúng ta có thể là vệ sinh sạch và chúng ta có thể sử dụng để đảm bảo sức khỏe. Thì chúng ta nên sử dụng thêm cái khẩu trang 3M. Khẩu trang 3M này nó có hai loại, một loại là một cục lọc và một loại là hai cục lọc, để chúng ta có thể là bảo vệ được sức khỏe. Nó bảo vệ được sức khỏe khẩu trang hai cục lọc. Thì đây nó sẽ trong này nó đã có sẵn hai cái cục lọc rồi, nó hai cái bông lọc vào cái hai cái cục lọc. Tuy nhiên thì chúng ta có thể là trong quá trình sử dụng á, là lâu ngày á, thì nó sẽ bụi bẩn nó bám lên, thì chúng ta có thể là mua thêm cái cục bông lọc đó, mua thêm cái bông lọc để cho nó thay cho nó sạch sẽ. Đây chúng ta có khẩu trang 3M hai cục lọc, thì chúng ta mua có thể mua một hộp 10 cái bông lọc này. Thì trên đây á, công ty View Việt chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái dòng súng Winsor W773G kim là 2.5 mm của hãng Anet Iwata. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất á, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc khách thành công.